Xin kính chào các bác và xin kính chào toàn thể các quý bạn hữu. Tôi là Phùng Ngọc Tĩnh và hôm nay là ngày chúng ta chuẩn bị đón Noel phải không ạ? Và thì thôi thì nhân cái dịp này thì chúng ta thường hay chúc nhau và tôi cũng xin thường được gửi tới quý bạn hữu và gia đình một lời chúc một cái mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và vui vẻ. Thì tại sao mà tôi làm cái video clip ngày hôm nay? Thời gian gần đây xin thưa với các bác, tôi có xem một số những cái đồ, tìm hiểu về một số những cái đồ men lục đời Khang Hy. Thì tình cờ có phát hiện ra, thì nói về men Khang Hy, trước tiên hãy nói về sứ Khang Hy cái đó. Thì không cứ gì men lục, tất cả các cái dòng sứ đời Khang Hy cho đến nay người ta vẫn nói là đỉnh cao trong nghệ thuật gốm sứ của Trung Hoa. Tuy nhiên, thì ngày hôm nay tôi không trao đổi với các bác, không xin được thưa với các bác về vẻ đẹp trên gốm sứ đời Khang Hy, mà tôi trao đổi với các bác về một cái tích rất là lạ và lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cũng như một vài những cái thắc mắc mà cũng xin được nói ra những cái suy nghĩ của mình để cùng chia sẻ với các bác cùng đam mê. Và để hiểu được về cụ thể cái tích này nó như thế nào thì mời các bác cùng quay trở lại lịch sử để chúng ta còn, thứ nhất là chúng ta cần phải tìm hiểu được cái bối cảnh ra đời của cái sự kiện này nó như thế nào. Thì như các bác đã biết ấy, thì vào năm 221 trước Công Nguyên, thì sau khi đánh bại 6 nước thời Chiến Quốc, gồm có Tề, Triệu, Hàn, Ngụy, Yên và Sở, thì Tần Thủy Hoàng trở thành vị hoàng đế đầu tiên thống nhất toàn Trung Hoa. Đó, thì nghĩa là gì? Hay ta nói một cách khác là Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên của nước Trung Hoa thống nhất. Đấy, vào năm 221 trước Công Nguyên. Đấy. Riêng có nước Sở ở đây, tôi dùng cái màu xanh, nó khác với năm nước còn lại, là có cái căn nguyên của nó, thì tôi sẽ nói sau đây. Tuy nhiên trở lại về cái đời nhà Tần. Đời nhà Tần thì các bác biết là nó không tồn tại lâu, nhưng nói đến Tần Thủy Hoàng thì hầu như, tôi không biết các bác sao, nhưng mà cứ nói Tần Thủy Hoàng thì hầu như ai cũng nghĩ tới là Vạn Lý Trường Thành. Thì nói đến Vạn Lý Trường Thành thì lại phải nói tới, có rất nhiều người hiểu nhầm là Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành, nhưng không phải. Mà Vạn Lý Trường Thành đã có trước đó từ mấy thế kỷ, nhưng đến đời Tần Thủy Hoàng ấy là ông ta có công là cho nối giáp những cái đoạn tường thành nó đã bị hư hỏng và gia cố thêm, và đồng thời kéo dài ra, làm dài thêm cái tường thành. Tuy nhiên là có thể nói là các đời trước đã làm Vạn Lý Trường Thành, nhưng mà không, cái công lao vào đó và cái số lượng xây dựng không nhiều bằng đời Tần Thủy Hoàng. Và người ta đã dùng một cái từ Vạn Lý Trường Thành chính là một cái nghĩa địa dài vô tận. Điều đó có nghĩa là gì? Có những tài liệu người ta nói là có thể đến hàng trăm và thậm chí hàng triệu người đã chết theo chiều dọc, chiều dài của cái Vạn Lý Trường Thành. Và đó người ta gọi là nghĩa địa kéo dài. Chỉ cần cái hình tượng đó thôi, các bác đã có thể hình dung ra cái sự hà khắc, sự tàn bạo của cái triều đại này nó như thế nào. Và đó chính là những căn nguyên. Cụ thể theo lịch sử người ta đã ghi nhận. Tuy nhiên vị hoàng đế này và vị vua nối ngôi là Nhị Thế đều thi hành những cái pháp luật ngày càng hà khắc và tàn bạo. Và đương nhiên rồi, bản thân những cái người dân ở 6 cái nước thời Chiến Quốc
đến nay người ta đã bị tập hợp và thống nhất lại thành một nước Trung Hoa to lớn hơn. Bản thân đã, nhiều người người ta đã chưa phục. Lại cộng thêm cái việc chính sách và cái việc áp bức bằng một cái pháp luật và một chính sách hà khắc và tàn bạo. Thì cái việc những cái người nông dân ấy, người ta tức nước vỡ bờ, người ta nổi dậy để người ta chống lại là chuyện đương nhiên. Và thực tế thì nhà Tần chỉ tồn tại có 15 năm. Thì năm 221 trước công nguyên thống nhất toàn bộ lãnh thổ, thì đến năm 207 trước công nguyên đã bị lật đổ và đánh bại hoàn toàn. Trong những lực lượng nông dân tham gia vào cái việc chống lại nhà Tần và lật đổ nhà Tần, thì có nổi lên hai cái thế lực mạnh nhất và cũng đại diện với nó là hai người lãnh đạo ưu tú nhất, Lưu Bang và Hạng Vũ. Thì tại sao, bây giờ mới quay trở lại tại sao tôi dùng cái màu xanh để diễn tả nước Sở để nó khác với năm nước còn lại, là bởi vì cả Lưu Bang và Hạng Vũ đều là người nước Sở. Thì trở lại về trước đó, thì Hạng Vũ và người chú của mình tên Hạng Lương đã nâng, hay cách nói khác là dựng lên một cái ông vua nước Sở. Thì cái ông vua này, nhưng mà thực quyền thì vẫn chủ yếu nằm trong hai tay chú cha, hai thực quyền của hai chú cháu nhà Hạng Vũ mà thôi. Thì cái ông sau đó thì Hạng Lương có bị chết trận, thì cái ông vua này là đã giao cho Lưu Bang và Hạng Vũ, tức là nếu ai vào chiếm được Quang Trung, tức là nơi cái căn cứ điểm rất là quan trọng cuối cùng của đời nhà Tần, ai chiếm được trước thì ai vào được trước và chiếm được thì sẽ trở thành cái vương của cái vùng Quan Trung đó. Mà thật không may là Hạng Vũ là người có công lớn nhất trong cái việc tiêu diệt nhà Tần. Nhưng mà khi mà vào được Quan Trung và chiếm được Quan Trung trước thì lại chính là Lưu Bang. Mà Lưu Bang thì về mặt tuổi tác ấy, thì có thể nói là gấp tuổi, có thể coi như tuổi cha tuổi chú của Hạng Vũ. Vì Lưu Bang thì sinh vào năm 256 trước công nguyên, trong đó Hạng Vũ thì chỉ sinh vào năm 232 trước công nguyên, tức là sau đúng hai giáp 24 năm. Thì sau khi đánh bại nhà Tần xong thì còn hai thế lực mạnh nhất, đương nhiên họ phải tìm cách tiêu diệt nhau để trở thành một cái lực lượng thống trị. Và đó là quy luật tất yếu. Thì cụ thể vào năm 207 trước công nguyên, hai thủ lĩnh là Lưu Bang và Hạng Vũ đã đồng ý gặp nhau tại một cái bữa tiệc mà do Hạng Vũ tổ chức. Địa điểm diễn ra ở cái bữa tiệc này, ở cái địa điểm gọi là có tên là Hồng Môn, và vì vậy người ta gọi là Hồng Môn Yến. Thì để có cái tính minh họa thì ở đây tôi có lấy hai cái bức hình ở trong phim truyền hình của Trung Quốc gần đây. Thì Lưu Bang chính là bức hình bên trái và Hạng Vũ chính là bức hình bên phải. Đây là hai cái hình ảnh được lấy từ phim truyền hình. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu, quay trở lại về cái bình đó như thế nào cái đã. Đây các bác cùng nhìn, đây là ba bức hình đầu tiên, là chụp các cái góc cạnh khác nhau của cái bình này. Hay người ta nói khác là các cái góc khác nhau trong cái bữa tiệc đó. Đấy, ở giữa là cái thể hiện được tương đối bao trùm tổng quát nhất. Và đây là hai cái bức bên trái bên phải là thể hiện chi tiết hơn. Thì để nói về bình Khang Hy thì chúng ta hãy cùng nhìn, thứ nhất là về kiểu dáng. Ta hãy nói về nước men, về kiểu dáng, về các yếu tố, xem nó có đúng là đời Khang Hy không. Thì đúng,
những cái bình mà có những cái độ uốn lượn cao như thế này. Đấy. Uốn lượn, thường hay uốn lượn, có độ uốn lượn là lớn hơn so với đời nhà Minh và đời giai đoạn nối tiếp trước đó. Đấy, nó uốn lượn hơn này. Đây ta thấy là vai, hơi eo một chút ở vai, sau đó cổ bình, sau đó phình ra ở vai, sau đó lại thắt xuống khi gần đến đáy. Trước khi phình ra thành những cái vòng vành 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 này, trước khi đi vào một cái nếp thắt xuống một chút là cái chôn đế, thể hiện cái chôn đế đặc trưng thời Khang Hy. Và kiểu dáng này và kiểu chôn đế là ta đã nhận ra nó quen thuộc của đời Khang Hy. Cộng thêm nước men trắng sáng mịn, các cái màu sắc rồi rất là tuyệt vời. Trong các họa tiết màu lục, màu nâu, màu đen, màu blue, màu tức là màu lam ấy, và tất cả các loại màu, các cái hình ảnh sống động, thật là sinh động phải không ạ? Đó, thì đều thể hiện là đồ đời Khang Hy, màu sắc đời Khang Hy, cũng như những cái họa tiết rất là tinh tế, điêu luyện. Ba bức hình tiếp theo là thể hiện một cái những cái góc độ khác của cái bình này. Đấy, cụ thể là cái bình bên phải thể hiện xung quanh cái bối cảnh của cái bữa tiệc này. Còn ở đây các bác nhìn thấy cái cốt trắng mịn, đúng đẳng cấp đời Khang Hy, trắng mịn và rất tự nhiên. Nước men trắng sáng cũng mịn, ngả màu. Và đặc biệt nữa là ở cái cổ bình. Ở đây là cái góc độ chụp, người ta chụp thẳng đứng từ trên miệng bình xuống. Nếu chụp ở góc độ xiên một chút thì nó nhìn rõ hơn. Nhưng chỉ cần nhìn từ trên xuống cái này, các bác vẫn nhận ra những cái dấu hiệu, các cái vòng tròn xung quanh cái cổ bình. Và với những dấu hiệu như này, cụ Vua Hồng Sển gọi là dấu hiệu họng heo. Đúng là những, một lần nữa cho phép những cái dấu hiệu của những bình đời Khang Hy. Nào, bây giờ ta hãy cùng tóm lại. Từ nước men, từ kiểu dáng, từ màu sắc của cốt, độ ngả màu của men, độ sáng bóng của men, dấu hiệu họng heo ở trong cổ bình, tất cả cái yếu tố đó đều thể hiện cái bình này 100% đời Khang Hy. Bây giờ ta không nói về cái bình này nữa, mà ta hãy đi vào cái tích vẽ ở trên cái bình này theo đúng cái nội dung chính mà tôi xin trao đổi với các bác ngày hôm nay. Và đây là cái bức tranh chính giữa, lấy một cái cận cảnh hơn từ một cái bình chính giữa. Nó thể hiện được những cái hoạt cảnh tương đối khái quát của cái bữa tiệc này, bữa tiệc nổi tiếng này. Đấy, các bác nhìn kỹ này, các nhân vật này. Rồi nhá. Sau đó là những bức tranh khác thể hiện những góc chụp khác. Rồi, ở đây những cái khía cạnh khác, những cái vị nhân vật tham gia bữa tiệc ở một cái phái đoàn. Rồi lại đến những cái nhân vật khác của một cái phái đoàn khác, các bác cùng nhìn kỹ nhé, những cái bối cảnh xung quanh của cái bữa tiệc này. Và đây bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu tôi copy nguyên văn cái lời mô tả của một cái nhà đấu giá nước ngoài, cũng như một vài những cái câu hỏi mà tôi cũng xin đưa ra đây. Nó cũng là rất là thú vị. Quá trình tìm hiểu đồ cổ thì chúng ta nên biết những điều đó. Và quả thật tôi cũng chưa giải đáp được. Thứ nhất ở đây thì tôi xin tạm dịch theo những cái nghĩa của tiếng Anh. Và đây tôi copy từ một cái lời mô tả của một nhà đấu giá nổi tiếng ở nước ngoài. Những cái cảnh nổi tiếng ở trên đây là nó thể hiện một cái bữa tiệc. Người ta gọi là cái gu ghét, tức là square gu ghét, tức là cái bữa tiệc ở cái cổng kia, như kiểu gọi là cổng Thiên Nga ấy. Một cái hoạt cảnh rất là nổi tiếng theo sau cái đời nhà Tần, nơi mà Hạng Vũ sinh năm 232 trước công nguyên và mất năm 202 trước công nguyên, tức là Hạng Vũ chỉ thọ có 30 tuổi thôi. Một cái vị công tước
Tức là thuộc về một cái nước sở, thuộc về của một cái quân đội của nước sở, đã nỗ lực để ám sát một cái nhân vật tên là Lưu Bang. Lưu Bang thì sinh năm 206 trước công nguyên và mất năm 195 trước công nguyên. Đấy, ta nhìn vào đây ta biết là năm sinh của Lưu Bang là 256 và trước công nguyên, và năm sinh của Hạng Vũ là năm 202 trước công nguyên. Tức là chênh nhau tròn 24 năm. Tức là hai giáp đấy. Bậc tuổi cha tuổi chú. Sau khi đánh bại những cái lực lượng quân đội cuối cùng của nhà Tần vào năm 207 trước công nguyên, mà cụ thể là vào năm 206, thì đến năm 206 trước công nguyên, tức là sau đấy một năm, thì hai vị tướng này, hai vị lãnh tụ này đồng ý gặp nhau tại một bữa tiệc để thảo luận về những kế hoạch quân sự trong tương lai. Phạm Sang là một cái quân sư của Hạng Vũ, người được thể hiện trong cái tích này đấy, trong cái bức tranh này, đang ngồi ở cái bàn ở phía trên với cái trang phục là một cái áo bào màu đỏ, thì nhiều khả năng là đây. Đấy, cái bàn ở phía trên lại là cái trang phục màu đỏ, chính là Phạm Sang ấy. Thì đã coi Phạm Sang coi Lưu Bang là một cái mối đe dọa trong tương lai đối với Hạng Vũ, và đã đề nghị Hạng Vũ là hãy ám sát, hãy giết Lưu Bang trong cái bữa tiệc này. Và cụ thể thì sau đấy cái bữa tiệc này nó diễn ra như thế nào? Trong cái bữa tiệc đó thì Phạm Sang đã làm một số những cái dấu hiệu, cái ám hiệu cho Hạng Vũ vào những cái thời cơ phù hợp ấy, là hãy giết Lưu Bang, để giết Lưu Bang. Lưu Bang, nhưng Hạng Vũ đã phớt lờ tất cả những cái ám hiệu đó của quân sư, mà tập trung vào vui với bữa tiệc cùng các vị khách. Thì thực tế thì ai cũng biết là Hạng Vũ là người có một cái sức khỏe và một cái sức mạnh phi thường. Trong cái bức tranh này thì Hạng Vũ là cái người ở phía trước của cái bức tranh này, và đang nâng một cái đỉnh, ta tạm gọi là cái đỉnh cổ bằng đồng, bằng một cái cánh tay. Như vậy thì nhìn vào đây ta có thể nhận ra, nếu theo mô tả của cái nhà đấu giá này, thì Hạng Vũ chính là người đang nâng một cái đỉnh đồng cổ bằng một cánh tay. Như vậy thì nhìn cái kích cỡ của cái đỉnh đồng này, thì chúng ta, và so với cái kích cỡ người của Hạng Vũ, thì chúng ta ta có thể hình dung ra cái trọng lượng của cái đỉnh đồng này không hề nhẹ, phải không ạ? Và Hạng Vũ đã nâng nó bằng một tay. Thì nếu theo mô tả này thì có thể đây chính là Phạm Sang, là quân sư của Hạng Vũ. Thì lát nữa tôi sẽ nói về một số những cái điều thắc mắc của tôi đối với cái này. Vì tại sao một quân sư, nếu mà như thế này, chỉ là quân sư của Hạng Vũ, mà tại sao lại được bố trí ngồi một cái vị trí có thể nói là trang trọng nhất của cái bữa tiệc? Đó là một nghi vấn đầu tiên, một cái thấy lạ ở cái phần mô tả này. Và nếu mà cái người ngồi cái bàn ở vị trí trang trọng nhất ấy, mà chính là quân sư Phạm Sanh của Hạng Vũ, thì cái người trong trang cũng mặc cái áo bào màu đỏ, trong cái trang phục quan văn này, theo tôi nhiều khả năng chính là quân sư Trương Lương của Lưu Bang. Thế thì nhìn, bây giờ tôi quay trở lại đây, các bác ấy nhìn thấy là cái chén, những cái chén này này, cái cốc này trên bàn. Thì vào cái thời kỳ đó thì những cái chén nó không 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 phải những cái chén như này. Tôi thấy rất là lạ. Đó. Đấy là cũng là một cái nghi vấn. Thực ra về đời Hán thì nó có những cái chén đời Hán thì nó cũng khác một chút, nhưng mà tôi không rõ, nó có cũng là một cái mà tôi thấy hơi lạ, cái kiểu chén này. Đồng thời nữa là cái ghế mà cạnh cái người áo đỏ, mà theo tôi là nhiều khả năng là quân sư Trương Lương đây. Cái ghế này nó cảm giác như là cái ghế sau này, chứ nó không hẳn là cái ghế cái thời kỳ trước công nguyên. Tôi cũng thấy rất là lạ. Đấy. Thôi, bây giờ ta hãy tôn trọng những
cái phần mô tả của cái nhà đấu giá. Mà nhà đấu giá này khá nổi tiếng các bác nhé. Thì tiếp theo, không nản lòng, bởi vì sau khi mà Hạng Vũ liên tục phớt lờ những cái ám hiệu của mình thì không nản lòng, Phạm Sang ấy đã đề nghị một cái người anh em họ của Hạng Vũ tên là Hạng Trang là sẽ giả vờ thể hiện cái màn múa kiếm để làm vui cho các vị khách trong bữa tiệc, nhưng mà thực chất là để tìm cơ hội để giết Lưu Bang. Thì Trương Lương, Hạng Trang ấy, tức là người anh em họ của Hạng Vũ ấy, người đã trong cái bức tranh này là một người đang cùng với cái kiếm và đang đứng ở phía đầu của phía trước của cái cảnh này, bắt đầu thể hiện cái màn múa kiếm. Nhưng mà Hạng Bá, một cái vị tướng của nước Sở mà đã bí mật bị tác động bởi cái quân đội của đối thủ, mà cụ thể ở đây ta coi như ta nói như này chúng ta hiểu ngôn ngữ theo Việt Nam nó gần giống như cái từ gián điệp của đối thủ, mà cụ thể đối thủ ở đây là Lưu Bang. Thì Hạng Bá đã đề nghị là mình sẽ được tham gia, cũng muốn đề nghị được tham gia để múa kiếm vui trong cái bữa tiệc này, nhưng về bản chất là dùng cái cơ thể của mình để che chở cho Lưu Bang trước cái mũi kiếm của Hạng Trang. Thì nói về Hạng Bá thì các bác biết ấy, là Hạng Bá chính là chú của Hạng Võ, và vì lo sợ cho tính mạng, cái này tôi đã nói rồi phải không các bác? Đó. Thì và lúc này là ở trong này người ta nói là Hạng Bá này đề nghị được tham gia cùng múa kiếm, nhưng mục đích chính là để cản trở cái kế hoạch giết Lưu Bang của Phạm Sang, mà cụ thể là dùng cái cơ thể của mình để che cho Lưu Bang trước cái mũi kiếm của Hạng Trang. Trong khi những cái sự việc, các cái màn múa kiếm và các cái bữa tiệc nó đang diễn ra, thì Trương Lương, một cái người mưu sĩ hay là cái người quân sư của Lưu Bang ấy, đã tổ chức cho một cái vị tướng khác tên là Phàn Khoái đã tự tiện lao vào cái bữa tiệc này mặc dù không được mời, và đồng thời nữa là làm những cái thuyết phục, và đồng thời làm một cái bài phát biểu, trong đó cái bài phát biểu này có cái hàm ý nói rằng Lưu Bang sẽ không phải là một cái mối đe dọa cho Hạng Vũ, cho lực lượng của Hạng Vũ, đồng thời là gợi ý cho Lưu Bang là sẽ thoát, cho Lưu Bang thoát khỏi cái tình thế nguy hiểm này bằng một con ngựa. Mà trong thực tế thì các tài liệu người ta nói là Trương Lương đã ra hiệu cho Lưu Bang ấy, giả vờ đi ra nhà vệ sinh và sau đó là sẽ thoát khỏi cái bữa tiệc này bằng một con ngựa. Thì sau khi Lưu Bang đã thoát đi rồi thì Trương Lương có quay trở lại và tặng cho Hạng Vũ một số những cái cốc chén bằng ngọc, đồng thời thay mặt cho Lưu Bang xin lỗi về cái việc mà rời bữa tiệc sớm, và có tài liệu nói là giả vờ say rượu cho nên phải rời đi, và nhận thấy cái kế hoạch của mình đã hoàn toàn bị phá sản thì Phạm Sang ấy đã chém vào những cái chén ngọc này và chém xuống dưới sàn, và đồng thời đưa ra một cái cảnh báo có thể nói là rất là thẳng thắn và giận người, nói rằng một ngày nào đó Lưu Bang sẽ tiêu diệt Hạng Vũ.
Và cụ thể thì cái trong một số tài liệu người ta nói là Phạm Sang đã thốt lên là thằng trẻ con này không thể bàn việc được, không thể bàn việc lớn được. Chúng ta sẽ bị bắt làm tù binh cả thôi. Và cái lời tiên đoán này đã thành sự thật. Cụ thể là năm 202 trước công nguyên thì Lưu Bang đã đánh bại Hạng Vũ và buộc Hạng Vũ phải tự sát khi ông ta chỉ tròn 30 tuổi. Đó, thì tôi đã cùng với các bác trao đổi về cái tích. Một cái tích khá là thú vị. Thì qua cái phần này nó có hai cái vấn đề nổi lên. Một là dưới góc nhìn của tôi, theo quan điểm của tôi, đây là một cái bình quý đời Khang Hy. Và thực tế, giá đấu giá của nó là 25.500 euro. Tôi không nhớ chính xác nhưng mà có lẽ nó phải tầm hơn 600 triệu đồng tiền Việt, chắc chắn 600-700 triệu đồng tiền Việt gì đó. Đó là cái giá trị của cái bình này. Nó cao 46 cm. Và thứ hai là không hiểu là những cái người thợ đời Khang Hy người ta có nhầm lẫn hay có cái bị tác động bởi những cái đồ vật đương thời như nào không rõ. Nhưng mà cái chén trong cái bữa tiệc này, được dùng trong bữa tiệc này, là nó rất khác với những cái chén thời đó. Những cái năm thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đó. Đồng thời nữa là cái ghế mà đứng cạnh cái người mặc cái áo bào đỏ này, mà có thể là quân sư Trương Lương này. Cái ghế này là nó rất là lạ so với cái thời điểm đó. Cộng thời nữa là nếu đúng như mô tả của cái nhà đấu giá này thì cái vị trí ngồi của quân sư Phạm Sang ấy là gần như là cái vị trí trang trọng nhất. Đó cũng là một cái điểm mâu thuẫn ở trong cái bức tranh này. Nhưng trên hết tất cả thì đây là một cái tích rất là hay và khá nổi tiếng. Thì nhân nói về cái tích này thì tôi lại cùng với các bác liên hệ một chút đến một cái sự kiện khác. Thì để nói về cái sự kiện này nó như thế nào thì mời các bác trả lời câu hỏi vui sau đây nhé. Quý vị có nhớ nội dung của cái cảnh này không? Và cụ thể là trong phim nào? Đó, liệu các bác có nhớ được không ạ? Tôi đoán là sẽ không ít bác sẽ nếu đặc biệt là những bác thích xem những cái phim lịch sử của Trung Quốc sẽ nhận ra. Vâng, rồi không mất thời gian nhiều các bác nữa thì tôi xin trả lời luôn. Đó là một cái cảnh, một cái bữa tiệc. Tại sao tôi nói cái bữa tiệc này? Bởi vì cái mục đích và cái ý đồ cũng như cái sự kiện tổ chức nó khá giống với cái sự kiện Hồng Môn Yến. Cụ thể ở đây chính là thời kỳ Tam Quốc và người tổ chức bữa tiệc này chính là Đại Đô Đốc Chu Du của Giang Đông, tức là bên Tôn Quyền ấy. Thì cái bối cảnh của nó như thế nào? Thì sau khi mà Tào Tháo lúc đấy là rất là mạnh, sau khi đánh bại Lưu Bị, và Lưu Bị đã bị thua một cách rất là thê thảm, thì lực lượng rất là yếu, thì buộc phải cử Gia Cát Lượng sang để thuyết phục Tôn Quyền, tức là bên Giang Đông ấy, để liên minh Lưu Bị và Tôn Quyền để chống lại Tào Tháo. Và bối cảnh của nó diễn ra trước khi cái trận Xích Bích. Thì trong quá trình liên minh như vậy thì chưa đánh trận Xích Bích đâu các bác nhé. Tức là vào năm 208 sau công nguyên thì Chu Du đã nhận ra là Lưu Bị và Gia Cát Lượng sẽ là cái mối hiểm họa cho Giang Đông, bởi vì hai con người hào kiệt và kiệt xuất này sẽ là cái mối hiểm họa lâu dài cho bên Đông Ngô, bên Giang Đông. Và Chu Du đã tổ chức một bữa tiệc, thực chất mời Lưu Bị sang nhưng mục đích là để giết. Và những cái người lính tham gia cái màn múa cùng với vũ khí này này để chiêu đãi các vị khách trong bữa tiệc này, người ngồi chính giữa mặc áo trắng chính là Chu Du, và Lưu Bị chính là cái người mặc áo vàng ngồi đây. Và những cái người lính này chính là những người đao phủ tham gia múa kiếm này này.
được Chu Du bố trí sẵn, chỉ cần chờ ám hiệu của Chu Du, tức là ném chén rượu xuống, thì những người lính này sẽ lập tức lao vào để giết chết Lưu Bị. Và cái việc giết chết này nó có thành công hay không thì mời các bác nhìn cận cảnh hơn ở đây. Thì khi mà Chu Du trong cái lúc mà đang chuẩn bị ném cái chén rượu ám họa xuống để báo cho những cái người lính tham gia màn múa này này, và cụ thể chính là những cái vị đao phủ, thì có nhìn vào mắt của cái người đứng sau Lưu Bị và nhìn vào cái tay của ông ta đang nắm vào cái thanh kiếm. Và Chu Du có hỏi Lưu Bị là người mặc áo vàng này, là xin hỏi ngài, người đứng sau ngài đó là ai? Thì Lưu Bị có trả lời là: thưa ngài, đây, thưa đô đốc, đây chính là người em của tôi, tên là Vân Trường. Thì Chu Du có hỏi lại là có phải đây là người đã chém chết tướng Nhan Lương phải không? Thì Lưu Bị trả lời: à, chính xác, đại đô đốc đã nhớ chính xác. Thì trước cái sự uy dũng của quan vũ cộng thêm những cái ánh mắt, thì Chu Du chợt chột dạ và nghĩ rằng khi mình đã cho giết Lưu Bị thì người đoạt mạng mình chính là quan Vân Trường. Và ông ta đã bị lui cái ý định sẽ ám sát Lưu Bị tại cái bữa tiệc này. Và bữa tiệc này